Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em đang có cái con G8 đây. Thì nhân tiện em làm cái clip hướng dẫn các bác dán cái kính cường lực UV cho nó. Thì đây là cái kính UV của con G8 đây, cái mã của nó đây nhá. Đây. Đó. Thì các bác nào mà cần cái kính này thì các bác cứ xem cái mẫu mã như này mà mua. Thì em cũng bóc nó ra đây rồi. Đây này. Đây này. Thì trong hộp nó có một cái đèn này, một cái lọ keo này, giấy lau này và một cái kính. Kính đây. Em sẽ bỏ ra cho các xem. Đó, kính này. Thì kính này nó chỉ có một mặt thôi nhé. Khi các bác dán thì các bác lột cái mặt số 1 này ra thôi. Và các bác đây, nó sẽ dán lên như này. Đấy, dán lên như này. Đấy, thì trước tiên thì các bác cũng cũng ướm thử nó đi. Ướm thử xem là nó ở cái vị trí như nào ấy. Đấy, em nó sẽ tầm như này. Đấy, tầm như này. Và dán thôi. Thì trước tiên là bỏ này trước đây đã. Rồi. Phụ kiện ở đây. Đó. Thì trước khi dán này các bác cũng phải làm sạch nó đi thôi. Các bác bóc cái này ra. Làm sạch nó đi. Chứ mà dán ngay cũng dễ nhá. Đây, khăn lau này. Có mấy cái miếng miếng ướt này. Đó, thì đây này, khăn lau khô này. Thì trước tiên ý, khi các bác dán cái này thì các bác không nên vào cái phòng nhé, không không được dán ở ngoài trời nhé. Ngoài trời nó sẽ có tia nắng ấy, nó sẽ là cái tia UV đấy, nó sẽ làm cái keo này nó nhanh khô này, cho nên nó sẽ bị hỏng đấy. Cho nên các bác phải vào trong trong nhà mà dán nhé. Thì em sẽ lau nó đi. Các bác phải lau thật sạch nhé. Thì cái việc dán cường lực cho UV này thì cũng có rất nhiều anh em hướng dẫn rồi, em cũng chỉ hướng dẫn lại thôi, tại vì em dán cái này nó cũng không phải là chuyên nghiệp cho lắm, em cũng đang sợ là hỏng cái này mất, nhưng mà thôi kệ nó, cứ dán thôi, cũng có kinh nghiệm dán một cái rồi nhưng mà biết đâu nó lại hỏng. Rồi, ok các bác. Thì các bác chú ý nhé, phải thật là sạch và phải hết bụi đi nhé. Cái con G8 này ấy, nó không có cái loa thoại ở phía này, cho nên các bác không cần thiết phải lấy băng keo che lại nha. Nếu như con V50 ấy, nó có cái loa thoại ở đây này, các bác lấy cái băng keo các bác dán cái loa đấy, không thì nếu không dán ấy nó sẽ bị nước cái keo nước nước keo ấy nó sẽ chảy vào cái loa đấy, nó sẽ làm tịt cái loa đấy, cho nên các bác chú ý nhé. Cái con nào khác con G8 ấy, thì các bác phải che cái loa thoại lại, chứ không thì nó chảy vào lỗ loa thoại thì nó tịt loa thoại luôn đấy, các bác cẩn thận đấy. Đó, và nói tiếp nữa là ở đây nó có cái đèn này, đây cái đèn của nó đây. Ô, lấy nét kém thế nhỉ, cho rộng rộng một tí nha các bác. Đây, đây là cái đèn của nó này. Thì cái đèn này nó có hai đầu cắm, một cái đầu micro USB này và một đầu C, thì tùy các bác dùng cái nào cũng được. Thì đây em có cái cục sạc dự phòng, em dùng nó cho nó nhanh này, các bác cắm vào là nó sẽ sáng thôi. Đầu nán này, đây. Đó, cắm vào như này nó sẽ sáng như này thôi. Đó, thì trước tiên các bác chưa cần thì các bác tắt nó đi nhé. Nào, lúc nào dán xong mới cần dùng ở đấy thôi. Rồi. Em sẽ lại phải vệ sinh, bây giờ nó bụi rồi các bạn. Ô, cái miếng vứt đâu rồi? Thôi xong. Thôi được rồi, dùng miếng khô cũng được. Nói chung là các bác lo bằng cái miếng khô này này, nó hay bị hiện tượng là bị bụi, cái miếng vải này nó bị bụi này, cho nên là nó không được ngon cho lắm. Cho nên các bác chú ý nhé, dán cái này phải sạch bụi nhé, vào phòng kín và tắt quạt đi nhé, kể cả máy lạnh nữa, máy lạnh nó cũng thổi này, thổi thổi cái không khí ra mà, cho nên các bác cũng nên tắt cả máy lạnh cũng được. Đó. Thì hiện tại là cái này nó đang hơi bị cập kênh các bạn, nó không được cái bàn của em ấy, nó không được phẳng này, nó hơi dốc về phía dưới một tí, cho nên các bác nào dán cái này các bác phải phải để ở một cái mặt phẳng, nó phẳng nhé, nó phẳng ấy. Để khi chúng ta nhỏ cái này vào ấy nó sẽ không bị trôi. Đấy.
Em đang vừa làm vừa quay cho nên là nó cái tầm nhìn nó hơi hạn chế, nhưng mà em sẽ cố gắng. Đâu rồi, cái xịt của mình đâu rồi? Có cái xịt này nữa các bạn, em có bụi thì nó cũng đi. Đây là cái xịt của em thôi, còn các bác có thể không có, thì các bác cứ làm sao mà nó hết bụi đi là được. Rồi, ok, em thấy là nó hết bụi rồi đấy. Em sẽ phải lại gần nó một chút, dán cho nó đẹp. Đây thì cái này thì các bác mở này ra. Đấy, cái này nó có một cái đầu này nữa này. Mở ra và các bác lấy cái gì các bác cắt này đi. Đây em có cái dao. Cắt này đi, cắt cái đầu này đi. Rồi, sau khi em cắt cái đầu rồi ấy, thì em sẽ nhỏ khoảng 3 cái giọt vào đây. Ui giời, nhiều quá. Không sao. Thường thường là người ta nhỏ một giọt ở giữa là được rồi. Nhưng mà em cứ nhỏ cả này. Đó. Bây giờ sẽ bóc cái miếng này ra. Bóc cái miếng này ra. Chú ý các bác bóc xa xa cái điện thoại ra nhé. Không bóc này nó vô tình làm cái bẩn, cái bụi ấy, nó lọt vào. Đó. Các bác cứ để nó từ từ nó chảy vào thôi. Các bác chú ý là căn cho nó đẹp nhé. Căn cho nó cân đấy. Đấy, em nhìn nó khá là cân rồi đấy. Chỗ nào mà chưa được thì các bác cứ đè đè nó một tí. Chưa đủ keo à? Rồi, các bác chờ tí để nó sẽ phun keo. Còn nếu như mà nó không hết keo ấy, à, quên, nó không, không không thể mà nó không thể mà đẩy keo ra được thì các bác nhỏ thêm cho nó một tí. Này ví dụ như cái cạnh này này nó không đủ, em nhỏ thêm cho nó tí. Sau đó mình lau đi cũng được mà. Cứ chỗ nào không đủ thì các bác nhỏ lên cho nó tí. Rồi, coi như đủ rồi. Đấy, đủ rồi các bạn. Bây giờ các bác chỉ việc là căn chỉnh cho nó ngay ngắn thôi. Rồi, em thấy là khá là ngay ngắn rồi. Biết có vướng đầu em không? Hình như là vướng đầu em. Không sao à, tại vì em phải khi mà dán cái này là phải cái mặt nó phải gần với cái điện thoại nhất. Thì cái nào sau khi các bác chích vào những cái chỗ mà nó không dính ý, thì các bác lau đi, lau keo đi. Đấy, lau keo đi. Chỗ nào chưa dính ý, chỗ nào mà nó chưa 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 dạ chưa dính ấy. Như chỗ dưới này nó vẫn còn hơi tí hở, tí nó hở ở mép ấy, thì bác cứ chích vào. Đó, như thế thôi.
Rồi, thấy là ổn rồi đấy. Các bác nhớ tại vì khi mà chích thì nó sẽ bị xê dịch thế này. Thì các bác chích nhẹ nhàng thôi. Rồi, em thấy là khá là ổn rồi. Lọc qua đi các bạn. Rồi, em thấy là đã kín hết rồi. Chỗ này như còn một xíu nữa thôi. Cố gắng chích cho nó đẹp luôn. Đó, chỗ đẹp. Cái này thì phải gần mới biết được các bạn, chứ các bác nhìn qua camera có khi không nhìn thấy. Nhưng mà các bác nhìn gần là sẽ thấy thôi. Chỗ đấy được chưa nhỉ? À, bên này còn còn do cái bên cạnh này này nó còn hở các bạn. Trên phải chích. Đó, nói chung là các bác sẽ thấy là em làm hơi vất vả tí nhưng mà để tí nữa xem thành quả nó như thế nào. Được rồi. À, em sẽ ngồi lại hơi mỏi mỏi lưng. Đó thì sau khi chích keo cái thứ ok như vậy rồi ấy, thì các bác cắm điện cho cái đèn. Cắm điện cho cái đèn. Đây các bác soi vào khắp cái màn hình của cái con G8 này, soi như này này đấy, các bác cứ soi dần dần thôi, cứ soi đây cạnh này một lúc xong đổi vị trí thôi, đó cứ chờ tí thôi, cái này phải kiên nhẫn thôi. Đấy thì cái quá trình này em sẽ tua đi nhé, và em sẽ quay cái thành quả thôi. Đó, các con cách làm thì các bác cứ làm như em lúc nãy cũng được. Nó hơi vất vả tí nhưng mà em thấy nó chắc ăn đấy. Đó. Các bác có thể giỏ một giọt ở giữa này thôi. Nó sẽ lan ra hết mà. Giỏ khoảng vừa nãy em phải giỏ đến khoảng 6 7 giọt đấy. Thì các bác cũng cứ giỏ đi, cứ giỏ khoảng 6 7 giọt như thế. Đó. Chú ý là các bác đưa cái đèn ở chỗ những cái cạnh này nhỉ. Cái cạnh đưa ở những cái cạnh nó sẽ không dính ở những cái cạnh đấy. Cái đèn này hơi bé các bạn, nó chưa nên soi hơi lâu. Rồi, cái đoạn này em sẽ tua đi nhé. Rồi, thì ok các bác. À, thì sau khoảng 5-10 phút em dùng cái đèn UV này này. Em chiếu như này này thì em thấy là nó cũng khá là khô khô rồi, động vào nó không không bị xê dịch nữa. Thì các bác hơ cái đèn UV này càng lâu thì càng tốt nhé, nó phải tầm em nghĩ là nó chưa khô hẳn đâu, nhưng mà như thế thì clip nó rất là dài nên em sẽ dừng ở đây và sau này em sẽ hơ tiếp. Thì đây sau khi dán thì nó sẽ như thế này. Đây, các bác có thể thấy này, các góc cạnh này. À, không biết nó các bác có nhìn rõ không? Đây góc dưới này. Đó. Em sẽ xoay xoay cho nó các bác. Để em cho cái cổng kính nó ra phản ông tí. Đấy. Đây. Các bác có thể thấy này, góc dưới này. Đó, không biết các bác có nhìn rõ không? Đấy. Cho các bác biết được là sau khi dán này nó sẽ như thế nào. Đó. Cái con này nó sẽ không 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 thể là ôm hết toàn bộ cái màn hình đâu, nhưng mà UV thì nó chỉ được tầm như này thôi, nhưng mà em thấy là nó ổn rồi, đẹp. Đó. Đó, các bạn thấy không, các cạnh đều không bị hở ấy. Đấy, kiểu như thế. Đây, góc trên này. Đó, các bạn thấy không. Đó, camera này gần thì nó cho các bác xem. Đó. Đó, nói chung là
các bác cũng có thể biết được đấy. Dùng trình độ dán ưu việt của em giờ nó cũng ghê vãi chưởng luôn rồi. Đó, thế nhé. Em thấy là cái nhược điểm của cái cường lực UV này, thứ nhất là nó không ôm hết được toàn bộ cái màn hình là một, và thứ hai nữa là nó khá là dày. Em thực sự là em thấy là nó hơi dày này, có thể này. Tại vì khi mà nó dày như thế thì các bác thực hiện thao tác vuốt như này này, thao tác vuốt từ các cạnh vào như này này, nó sẽ bị, nếu như mà các bác vuốt từ cái mép ngoài vào ấy, nó sẽ bị hơi bị gờ chạm lên, cho nên nó, nhưng mà lâu lâu thì em thấy nó cũng quen thôi, không vấn đề gì đâu. Bác vuốt từ từ cái mép của cái kính thì vẫn ok, cái mép vuốt từ cái cạnh của máy thì nó mới bị thôi, chứ cần vuốt từ cái kính vào thì vẫn ok. Đấy, nói chung là em thấy là cái cường lực UV này đáng để dùng, và nó sẽ bền ấy. Nó rất là bền, nó bền hơn là những cái dạng dẻo kia, tại vì dạng dẻo kia sau một thời gian nó sẽ bị xước, nó bị xước và nó bị nhăn nheo cũng thấy hơi khó chịu. Rồi ok, chào các bác nhé.